cơ thể mỗi người cần hấp thụ rất nhiều loại dưỡng chất vitamin để đảm bảo phát triển khỏe mạnh và hoạt động bình thường bất cứ nguyên nhân nào làm giảm khả năng hấp thụ của cơ thể cũng gây các tác động từ mức độ nhẹ đến nghiêm trọng cho sức khỏe vậy cơ thể khó hấp thụ do những nguyên nhân nào làm thế nào để cải thiện cân nặng cho người gầy khó hấp thụ hãy cùng nhau tìm hiểu qua video sau đây cơ thể khó hấp thụ chất dinh dưỡng có biểu hiện gì đối với quá trình tiêu hóa bình thường của cơ thể thức ăn sẽ được vận chuyển từ hầu họng đến thực quản đưa xuống dạ dày ruột non tại đây thức ăn sẽ được phân cắt thành những phần nhỏ để hấp thu vào máu đến các mô cơ quan trong cơ thể để duy trì hoạt động kém hấp thụ các chất dinh dưỡng là hội chứng xảy ra khi hệ tiêu hóa không đủ khả năng hấp thu các vitamin khoáng chất hay các vi chất từ thực phẩm khiến cho cơ thể bị thiếu hụt các chất cần thiết và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe liên quan Người khó hấp thụ dinh dưỡng hoặc không có khả năng hấp thu thường xuất hiện các triệu chứng, biểu hiện dưới đây, luôn có cảm giác đầy hơi, chướng bụng, bí bách ở bụng sau khi ăn dù không ăn no, có biểu hiện buồn nôn, nôn mửa khi ăn, đi ngoài phân có dính váng mỡ hoặc dính nhầy, thay đổi số lần đi ngoài bình thường, phân có mùi hôi, tanh khó chịu, đi ngoài sống phân, tiêu chảy hoặc táo bón, giảm cảm giác ngon miệng, chán ăn, sút cân nhanh chóng một số trường hợp có biểu hiện xanh sao vàng da mắt có vệt vàng đục cơ thể suy nhược mệt mỏi trẻ nhỏ có thể hay bị bầm tím hay bị chuột rút khô da giảm khả năng nhìn vào ban đêm cơ thể phù nề với trẻ nhỏ khó hấp thụ có thể có hiện tượng không dung nạp sữa hoặc hay bị nôn chớ tiêu chảy khi uống sữa công thức trẻ chậm phát triển cả về cân nặng và chiều cao suy dinh dưỡng thấp còi nguyên nhân nào khiến cơ thể khó hấp thụ dưỡng chất có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cơ thể khó hấp thu được các dưỡng chất từ thức ăn bao gồm một nhiễm trùng đường tiêu hóa ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các tác nhân như vi khuẩn virus hoặc ký sinh trùng xâm nhập qua thức ăn vào đường tiêu hóa gây ra sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột làm gia tăng các tác động bất lợi trên đường tiêu hóa dẫn đến quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất từ thức ăn bị cản trở thức ăn tích lũy trong cơ thể mà không được phân giải có thể tăng đào thải ra bên ngoài gây tiêu chảy hoặc tích tụ khiến người bệnh gặp tình trạng táo bón 2. Loạn khuẩn đường ruột khiến cơ thể khó hấp thụ dưỡng chất. Khi cân bằng giữa vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại trong hệ tiêu hóa bị rối loạn, đặc biệt thường gặp ở những người lạm dụng kháng sinh hoặc trẻ em mắc các bệnh lý cần dùng kháng sinh trong thời gian dài, việc này làm giảm sức đề kháng của hệ tiêu hóa, ảnh hưởng lớn đến khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể. 3. Thiếu enzyme tiêu hóa hoặc tổn thương đường ruột giảm hiệu suất hấp thụ của cơ thể. Bất kỳ nguyên nhân bẩm sinh hoặc do bệnh lý như viêm ruột khiến cho các cơ quan của hệ tiêu hóa không bài tiết được các enzyme tiêu hóa, dịch mật, dịch tụy, làm cho thức ăn không được phân giải thành các thành phần kích thước nhỏ, từ đó làm giảm hiệu suất hấp thụ của cơ thể. 4. Dị ứng, không dung nạp thức ăn cản trở quá trình hấp thụ. Đây là nguyên nhân khá thường gặp ở trẻ nhỏ do bẩm sinh thiếu men tiêu hóa hoặc do cơ địa dị ứng cũng có thể do cha mẹ cho trẻ ăn dặm quá sớm gây ra gánh nặng cho đường tiêu hóa, trẻ không những không hấp thụ được thức ăn mà còn gây ra tình trạng biếng ăn, chán ăn, mệt mỏi. 5. Một số bệnh lý ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của cơ thể. Một số bệnh lý ngoài đường tiêu hóa cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ của cơ thể như cường tuyến giáp khi tuyến giáp hoạt động quá mức làm lượng hormone tiết ra quá dư thừa. Hormone này lại tham gia quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Ở bệnh nhân cường giáp, tốc độ trao đổi chất diễn ra nhanh hơn trong khi năng lượng tiêu thụ lại nhiều hơn, ngay cả khi ăn uống đầy đủ cũng có thể gây sụt cân, gây yếu. Đái tháo đường, khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin cần thiết, làm nồng độ đường máu không được kiểm soát, đường dư thừa có thể tăng tiết qua nước tiểu, dẫn đến tình trạng khó cải thiện cân nặng. 6. Chế độ sinh hoạt kém khoa học ảnh hưởng xấu đến chức năng tiêu hóa mất ngủ ngủ không sâu giấc ngủ không đủ khiến chức năng của các hệ cơ quan trong cơ thể bị ảnh hưởng trong đó có khả năng hấp thụ của đường tiêu hóa chất lượng giấc ngủ không đảm bảo khiến cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn ảnh hưởng đến cân nặng cũng như khiến cơ thể mệt mỏi uể oải áp lực căng thẳng kéo dài cũng ảnh hưởng một phần đến hoạt động của hệ tiêu hóa Lười vận động, chế độ vận động khoa học không chỉ giúp tăng cường thể lực mà nó còn giúp điều hòa hoạt động của hệ tiêu hóa, điều hòa nhu động ruột, giúp kích thích quá trình tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất đạt hiệu quả cao hơn. 7. Chế độ ăn không đảm bảo đủ chất. Khi thực đơn hàng ngày không được cung cấp đủ các khoáng chất như sắt, kẽm, magie cùng các loại vitamin nhóm B, vitamin E, K là các thành phần tham gia chuyển hóa và trao đổi chất khiến cho việc hấp thu của cơ thể bị gián đoạn hoặc giảm khả năng hấp thu, dẫn đến cảm giác chán ăn, ăn không ngon miệng dù là món ăn hàng ngày ưa thích. Gợi ý cách tăng cân cho người gầy khó hấp thụ. 1. Bổ sung đủ dưỡng chất là cách tăng cân cho người gầy khó hấp thụ hiệu quả. Chế độ ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng cần thiết là một trong các giải pháp hàng đầu để tăng cân cho người khó hấp thu. Các nhóm dinh dưỡng nên bổ sung đầy đủ gồm protein hay còn gọi là chất đạm có trong các loại thịt, trứng, hạt ngũ cốc hay các loại đậu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cân, tuy nhiên nên tránh các nguồn đạm chế biến sẵn như đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp. Bổ sung tinh bột và chất béo lành tính, việc bổ sung các chất này không gây tác động xấu đến sức khỏe. Một số thực phẩm cung cấp tinh bột và chất béo người gầy nên sử dụng gồm khoai lang, cá hồi, cá ngừ, yến mạch hoặc trái cây như bơ. Hạt óc chó, uống đủ nước giúp hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã, chất khó hấp thu ra khỏi cơ thể. Thay vì ăn quá nhiều trong các bữa chính, người gầy khó hấp thu nên chia nhỏ bữa ăn để giảm tải cho đường tiêu hóa, tăng thêm các bữa phụ để cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết, duy trì thói quen ăn uống đúng giờ, đúng bữa. 2. Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh giúp tăng cân cho người gầy khó hấp thụ. Tập luyện thể thao hoặc vận động nhẹ nhàng phù hợp với thể lực sẽ giúp nhu động ruột được điều hòa ổn định. Tiêu hóa thức ăn được cân bằng, hỗ trợ cải thiện hấp thụ dưỡng chất hiệu quả, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya, tránh căng thẳng, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý là một trong những biện pháp giúp tăng cân thành công nhờ giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động bình thường và trơn tru hơn. 3. Sử dụng các sản phẩm bổ sung hỗ trợ tăng cân cho người gầy khó hấp thụ. Hiện nay trên thị trường có bán nhiều sản phẩm hỗ trợ tăng cân khác nhau chứa các thành phần dưỡng chất đã được xử lý an toàn và phân cắt thành kích thước nhỏ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ từ đó giúp cải thiện cân nặng nhanh và hiệu quả hơn bên cạnh đó lựa chọn các loại men tiêu hóa men vi sinh cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ tăng cân được nhiều người áp dụng men tiêu hóa giúp việc phân giải thức ăn được dễ dàng và nhanh chóng trong khi men vi sinh giúp bổ sung lợi khuẩn cho đường tiêu hóa giúp nhanh đạt cân bằng vi sinh và ổn định chức năng tiêu hóa hấp thu dưỡng chất Men vi sinh amano enzyme go được sản xuất theo công nghệ enzyme số 1 Nhật Bản, với thành phần gồm các chủng bào từ lợi khuẩn, cùng một số enzyme tiêu hóa như lipase, protease, ngoài ra chứa thêm các vitamin, khoáng chất thiết yếu, hiện được nhiều người tin dùng. Amano enzyme go đem lại hiệu quả trong kích thích khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giúp hỗ trợ tăng cân cho người gầy khó hấp thụ một cách an toàn, dùng được cả cho người lớn và trẻ nhỏ. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh, thầy thuốc Lê Minh Tuấn, tận tâm từ trái tim. Website leminhtuan.vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích